Đây bà con các bác anh chị ơi, anh em đang hỏi cái dòng xe mà đời cao số tự động, một chủ từ mới zin hết từ đầu đến chân mà trách hãng các kiểu con nào điểu mà không ra lỗi đây. Thì Khả Năng Ô Tô xin trịnh trọng giới thiệu cho bà con các bác anh chị một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, sản xuất tại Việt Nam, đời 2018, tư nhân chính chủ của anh chị người Hoàng Gai, em Khả Năng mua chính chủ, làm việc trực tiếp với chủ xe các bác nhé. Chân nỉ nguyên bản, xe đi chuẩn 2,3 vạn, không một lỗi nhỏ. Nếu tìm ra lỗi, Khả Năng Ô Tô tặng xe ngay. Tìm ra một phân keo chỉ mà xuất sát, em xin giảm ngay 100 triệu cho bà con các bác anh chị nào yêu thích cái dòng xe Hyundai Accent này. Phiên bản số tự động nhé, bản AT thôi chứ không phải bản ATH. Bản ATH thì giá nếu xe đẹp như này khoảng tầm 500 triệu. Còn bên nhà em thì đang có một chiếc xe đời 2018 mà xuất sắc từ trong ra ngoài các bác nhé. Từng cái keo chỉ luôn, từng cái vân sần, vết sơn của nó zin hết một gần như 100% các bác nhé. Sơn zin gần như 98,8%. Còn lại 1-2% thì không để ý làm gì các bác nhé. Vân sần còn nguyên hết, không mất một phần nào, nội thất như mới. Keo chỉ zin này, vách nỉ, vách không bẩn một tí nào, ghế nỉ nguyên bản, không bẩn nha các bác nhé. Không bẩn tí nào luôn. Và cảm giác như xe chỉ có chị vợ đi, một mình chị đi thôi, không ai đi lên con xe này ngồi luôn. Thực sự với các bác là nó cực kỳ mới nha, ngay cả cái cỏ nước hoa theo xe nó thơm như này em để nguyên cho bà con các anh chị này. Hai bên hai túi khí. Đấy, củ số đây. Máy eco tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 1.4 thì dòng này nó chỉ tiêu hao tầm khoảng 6 lít xăng, hơn 6 lít xăng một tí thôi trên 100 km các bác nhé. Mặc dù số tự động nhưng mà nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Em sẽ lên full hình cho bà con các anh chị từng con ốc một các bác nhà nhìn này. Mới đét luôn, chưa hề mở con ốc nào luôn. Xe đẹp, đét căng luôn từng cái vân sần này. Không hề xước tí nào, không chở đồ, chở đạc, không có ai ngồi ghế sau luôn các bác nhé. 2,3 vạn mà từ 2018 đi cực ít luôn, chỉ 5.000, hơn 5.000 km một năm thôi. Hơn 5.000 km một năm, chị chỉ có đi từ làm từ nhà đến đến cơ quan thôi và chưa hề có thay lốp. Đây, 2,3 vạn chuẩn nó phải như này anh em nhé. Nếu anh em biết thừa một năm lốp đi, nếu anh em đi nhiều 6 vạn đến 8 vạn anh em phải thay lốp đúng không ạ? Con xe vẫn còn nguyên râu này, nếu anh em để ý nhá, vẫn nguyên râu đấy nhá. Râu từng cái râu một này. Đấy, có cái rụng rồi vì nó 4 năm rồi. Nhưng mà anh em nhìn nó rãnh lốp nó cực kỳ sâu này. Và cái đét nốt, cái đét nốt thì em xin giới thiệu cho bà con các anh chị này. Đét thì nó in lên đây. Đây, tuần thứ nhất năm 2018 đây. 0118 các bác nhìn thấy không? Cái này nó quay xuống nhìn hơi khó tí. Em lên đây cho bà con. Cho bà con xem nhá. Nguyên nốt zin cả dàn theo xe luôn. Đây. Nốt này là 0318 các bác nhìn thấy không? Tuần thứ 3 năm 2018 này. Tiếp theo em quay cho bà con đủ 4 quả lốp zin theo xe. Mà này, nốt này, nốt rãnh nốt rất là sâu nhá. Mới đét luôn, đủ 4 quả đây. 0218 các bác nhìn hộ em nhé. Không dám nói sai, nếu nói sai tặng xe luôn các bà con các anh chị thôi. Con xe nó xuất sắc như này từ trong ra ngoài anh em nhìn này. 0118 này, các bác nhìn hộ em chưa? Đấy, zin hết từ trong ra ngoài nhá. Nội thất ngoại thất zin hết, không mất một phân keo chỉ nào. Máy số zin. Đây, từng con ốc một luôn. Để quay kỹ cho bà con các anh chị nào mà muốn quan tâm đến dòng xe số tự động. Đời cao, một chủ, tư nhân chính chủ, hai chìa khóa theo xe, sổ bảo hành bảo dưỡng theo xe. Chưa hề có thay vất đi cái gì cả. Nguyên hai chìa khóa các bác nhé. Đây một chìa, trong kia một chìa nữa là hai. Đấy, đây anh em nhìn này. Từng con ốc một. Ốc cốp chưa mở nhé. Đây, sơn cốp nằm trong 100% zin. Từ trong nhà máy, chưa hề mở con ốc nào. Đây, các bác nhìn nội em này. Ốc cốp đây. Nếu mất một phân keo chỉ, tặng xe. Không bán, chứ không phải nói giảm 100 triệu đâu. Tặng xe luôn đây, nằm trong này. Đấy, đây là bộ đồ mở lốp theo xe các bác nhé. Lốp thì xưa cua đã hạ rồi nhé. Xưa cua giờ này 4 năm mà chưa hạ thì ông chỉ có lười thôi, chứ còn hơn 2 vạn km mà ông không chưa thay lốp thì nó vớ vẩn các bác nhé, vớ vẩn. Đấy, nhiều anh em bảo lốp xưa cua chưa hạ toàn vớ vẩn thôi. Đây, nhưng con này nó mới đẹp như này, quá zin và đẹp này. Xưa cua chưa hạ thì qua ông quá lười và ông cứ để con đinh nó chạy dọc trên xe nhìn chạy một lúc thì được chứ đúng không? Những con nhiều con đinh to anh em phải xuống tháo lốp ra ngoài đi vá chứ đừng nó. Thì chính vì thế mà lốp vẫn còn đẹp như tận bây giờ. 4 quả lốp zin theo xe nhé. Khóa từ, cửa khóa từ thông minh nhá. Đây này. Bấm khóa từ này, nhưng mà em đang để chế độ sáng màn hình thì không khóa được ngay trong này. Nhưng mà anh em có thể nhìn thấy không? Cong kính này, viền chân kính này, đầy đủ hết rồi. Full option, xi nhan gương tích hợp. Túi khí phanh ABS, na răng đúc, 4 bánh phanh đĩa các bác nhá. Đây. 4 bánh phanh đĩa, không như cái dòng Vios bản thiếu thì nó không có, nhưng con này thì nó là phiên bản số tự động rồi, nó phải gần như là cao cấp rồi. Nó còn một bản nữa có cái thêm cái cửa sổ lock, thế thôi, mới cửa đu cần trô hay sao nhỉ. Thế thôi thì là bản cao cấp nhất rồi. Đây là phiên bản đã là cao cấp. Đẹp và zin hết, một chủ từ mới biển Quảng Ninh tên tư nhân. Khả Năng Ô Tô bao trách hãng cho bà con các anh chị nào. Đến chiếc xe này nếu tìm ra một lỗi thôi là em tặng xe không bán nha các bác nhé. Anh em nào có thể ghi âm cái đoạn video này vào. Nếu nói sai Khả Năng xin bỏ nghề ngay và tặng các bác xe luôn, bỏ nghề. Đấy. Con xe biển đẹp xuất sắc của chị đấy là 31149 mà chị đi nhiều lộc lắm. Mà nhiều người thì ghét 4953 nhưng mà chị đi rất là nhiều lộc. Anh em nào người Quảng Ninh muốn lấy lộc của anh chị thì giữ nguyên cái biển này. Còn anh em nào mà tỉnh khác thì rút hồ sơ sang tên.
vì đời cao mà, em khuyên bà con các bác chị rút hồ sơ sang tên cũng được, không cứ để đi 1-2 năm bán lại cho Khải Đăng ô tô nhé. Em mua chính chủ của hai vợ chồng anh chị người Hòn Gai, tại vì sao? Vì anh chị sang đổi đấy bán tải bên em, anh chị lấy con bán tải 800-900 triệu cơ, nhiều tiền lắm, đấy, giàu lắm, nên là anh chị đổi lên, bảo anh đi con này nó hơi thấp, chị đi thôi thì anh đổi con bán tải, anh vừa đi anh vừa chở thêm ít đồ đấy. Thì con xe này là đã nhượng về cho Khải Đăng ô tô và em mua chính chủ của anh chị, zin hết nhé, không có rẻ đâu các bác nhé, xe không hề có rẻ đâu ạ. Khả năng ô tô đang chào bán mức giá là 468 triệu đồng hỗ trợ bao rút hồ sơ. Độc lá cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm đến dòng xe đẹp xuất sắc zin từ A đến Z. Máy số thân vỏ keo chỉ zin 100% chứ không phải là con xe mà nó lỗi hoặc nó đi nhiều. Nhiều anh em sẽ đi khoảng tầm 6 7 vạn đến 10 vạn là vẫn là đẹp rồi. Nhưng chiếc xe này đi mới chỉ có 2 vạn 3 các bác nhé. Duy nhất 2 vạn 3 các bác nhé. Sai đèn xe luôn, ốc cabo chưa hạ. Đây. Đây là chân máy anh em nhìn này. Ồ, em nếu mà mở rồi thôi em tặng xe các bác ngay. Mặt máy nha, keo zin của nhà sản xuất đây. Nếu anh em nhìn nó toét toét như này, anh em bảo không zin thì anh em đến đây em cho anh em xem hai con nữa đời 2021-2022 nó cũng như thế này. Mới đầu em nhìn vào đây bảo chết rồi, mặt máy ra rồi bảo không, chị chưa làm cái gì đâu. Nhìn kỹ ra con khác cũng thế các bác nhé. Và nó đây là keo zin của nhà sản xuất này. Đấy. Bên dưới vách này anh em nhìn đây, keo vách còn zin nguyên 100%, anh em nhìn cuối đây nhìn này. Đấy. Đây cái keo zin của nó đây. Các bác nhé, zin đẹp đẹp 100%. Nếu sai Khả Năng ô tô xin tặng xe không bán cơ mà, anh em cứ an tâm. Này. Quá đẹp luôn, con xe mà nó zin hết từ mặt dàn cò mà chưa mở một cái gì cả. Em nghĩ nó chỉ thay mỗi ốc rốn dầu thôi. Và 4 lần thay hay 5 lần thay nhỉ, chị bảo 5 lần thay xe thay dầu rồi. Đầu tiên là 1.000 km hãng bảo ra thay dầu, thế là chị ra thay dầu. Thứ hai là 5.000 km vẫn còn đây, tháng 6 năm 2019 chị bắt đầu mới ra thay dầu lần thứ hai mà 5.000 km. Mà 2019 tháng 6 năm 2019, tháng 6 2020 là chị đi được 5.000 nữa là 1.000 km. Đấy, đến bây giờ là tháng 6 tháng mấy rồi? Tháng 6 năm 2022 chị mới đi có 2 vạn 3 chưa thay dầu, còn 2.000 nữa mới thay dầu. Chuẩn chỉ luôn các bác nhé, dầu nước làm mát cực đẹp luôn, xe không một lỗi nhỏ này. Ngay cả cái dưới bóng vẫn nguyên đây anh em này, nhìn này. Hộp điện, bảng điện này. Tất cả ốc zin sơn bảy màu các thứ zin hết. Nhưng con xe đời cao như này mà đắt tiền như này mà không zin thì thực sự mà các bác là không thể bán được các bác nhé. Đấy, nó động chạm nó ảnh hưởng đến nghề nghiệp các bác nhé. Đây này, zin hết này. Đây, keo chỉ cánh này. Mất một phần tặng 100 triệu. Nếu mà sai thì tặng xe luôn không bán. Đấy. Gương kính chỉnh điện cụp xòe gương nhá. Tất cả cái phím bấm này không mòn tí nào cả. Tay mở cửa cũng không mòn tí nào. Đây. Phím còi này. Phím còi với cái này cái gì? Gạt mưa rồi đèn này. Đây, phím bấm vô lăng tích hợp này. Thay đổi âm lượng này. 2 vạn 3 kia các bác nhìn đâu em. Nếu mà check hãng ra mà tua đồng hồ rồi thì em tặng xe luôn các bác luôn, không bán nữa. Em đã hỏi rất là kỹ rồi nên tự tin cho bà con các bác chị check hãng thoải mái. Anh em ra mang ra mà bảo đi nhiều hơn 2 vạn 3 này em cũng đốt luôn cái hãng luôn chứ đừng có nói. Đây anh em nhìn này. Ốc chưa mở con nào luôn, zin hết. Nói không phải quá anh em sẽ vào bảo ông này chém căng nhưng mà thực sự mà các bác là xe đẹp như này thì anh em hãy phải mua cao lên một chút, mua gấu lên. Đẹp xuất sắc mà đi 2 vạn 3 thì khác gì xe mới đâu. Anh em mua xe mới bây giờ nhá. Nếu con xe như này anh em lăn bánh khoảng tầm 620 triệu. Anh em nhé, lăn bánh khoảng tầm 620 triệu là bản 640 triệu là bản cao cấp. Còn bản này thì khoảng tầm 590 triệu đến 600. Nhưng anh em phải mua thêm rất là nhiều thứ thì nó mới bán cho các bác. Anh em phải mua thêm rất là nhiều. Ví dụ như mua thêm gì nhỉ? Bảo hiểm nhỉ, rồi cái nọ đấy chai phụ tùng các thứ nhỉ. Ốp option anh em phải mua thêm hàng mấy chục triệu nữa thì mới thành con xe được. Đấy, bản đủ thì có đề lộ start top này. Đấy. Đấy, màn hình là nguyên bản theo xe các bác nhé. Có tích hợp cam nùi luôn hay sao ấy? Màn hình cam nùi tích hợp theo xe luôn, kiểm tra xung quanh vì sự an toàn của bạn này. Đấy, đầy đủ hết mọi option nhé các bác nhé. Tí em cho các bác xem máy. Còn đây là khoang máy này, nhìn này. Nhìn con xe cánh cửa mở nó cũng báo như này, đẹp nét căng như này mà. Vô lăng củ số nó không mòn một tí nào, tay cầm này. Đấy. Ở đây là sách hướng dẫn sử dụng của chiếc xe và vẫn còn nguyên theo xe. Các bác nhìn hộ em đây. Đấy, sổ bảo hành đây nhá. Sổ bảo hành này. Hướng dẫn sử dụng ASEAN này. Ở đây là cái này là bằng tiếng Anh các bác nhá. Tiếng Anh và tiếng Việt này. Cái này là cái hướng dẫn sử dụng những cái đồ chơi ứng dụng trên xe. Đấy, bên trong này thì còn một đống thứ đồ của anh chị đấy còn nguyên này. Đây nữa anh em ơi. Cảm nghĩ cái gì về cái gì đây? New thinking suy nghĩ mới cái gì đây? Và new cái gì possible mới. Tiếng Anh hơi ngu tí anh em thông cảm. Đấy, tiếng Anh tiếng Nghiếc thì nói chung là bốn quyển sách vẫn còn nguyên theo xe này. Đấy, bàn phím bàn vùng nó hướng dẫn là cây bóp các thứ này, đầy đủ hết này. Đây là phiếu thay dầu nha các bác nhé. Và trong này là một ít phong bì anh chị đi công việc. Đấy, nếu mà đi công việc thì phải cần phong bì rồi. Đây, xin giới thiệu bà con có bị trên cái râu anten ở trên nóc đây vẫn còn nguyên tư bóng, chưa lắp phát nào nhé. Đây, nhiều người sẽ bỏ nó lắp nhưng mà đây là anh chị chưa cần anten còn nguyên để trong túi bóng này, vẫn nguyên theo hãng đây anh em.
đấy, phần xe nó full đồ chơi phụ kiện theo hãng này mới gọi là xe chứ. Thực sự mấy các bác rằng là nó không thể chê được với cái mức giá mà cái xe nó mới quá, nó mới mức độ mà nó không thể mới hơn được nữa. Nó mới kinh khủng luôn. Đây em sẽ cho các bác xem km thay dầu của anh chị đi nhá. Đây. Đây nhá các bác nhá, biển số là 14A31149 này. Số km thay dầu là 5000 đây. Đây các bác nhìn nội em 5000 đây nhá. 5000 đây. Thì 5000 ở tại thời điểm nào? Thời điểm là ngày mùng 2 tháng 5 năm 2019. Con xe này là khi bàn giao xe là ngày bao nhiêu nhỉ? Đây, trong sổ bảo hành có. Bàn giao xe là ngày bao nhiêu đây, cho các bác xem luôn. Bàn giao xe này. Bàn giao xe. Đây các bác ơi. Ngày bàn giao xe này là ngày 29 tháng 6 năm 2018. Đời xe 2018. Anh Phạm Văn Hiển, tổ 2 khu 1 Quảng Ninh. Các bác nhá. Đấy. Nhà anh chị đây ở Hòn Gai nhưng mà quê thì đang ở chỗ tổ 1 Hạ Long, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Quảng Ninh Hòn Gai tí tí thôi. Đấy, ngay chỗ đấy thôi, nhưng mà anh em nhìn này. Đấy, phiếu bảo hành bảo dưỡng đây. Phạm Văn Hiển đây, khoang máy, khoang động cơ, mức dầu các thứ này. Nói chung là tất cả những sổ bảo hành làm gì ở xe thì đều ở đây hết. Mà 1 năm rồi mới đi được 5000 km các bác nhá. 1000 km ban đầu thì thay một lần. Đấy. Nói phải có sách, máy có chứng, các bác nhìn này. Em chụp tí, em chụp lại cho bà con xem. Nó quá ngon luôn. Đấy. Con xe mà nguyên bảo hành bảo dưỡng cái này thì anh em mua về có phải an tâm không, đúng không? Quá an tâm luôn, mà mua không khác gì xe mới cả, điều hòa chết rét rồi. Giờ xem khoang máy luôn. Khoang máy đây bà con. Đây. Máy nó lỗ như này thì anh em bảo là ông nào mà bảo lỗi phát là em đốt xe ngay chứ đừng có nói này. Đây. Đến một chê thôi nữa là không thể chê được các bạn, vì nó mới quá. Bây giờ chỉ có bàn về giá thôi. Các bác nào muốn ép giá thì alo Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062759. Giá thì em có lùi một chút cho bà con, có ba anh chị, em không lùi được nhiều đâu. Bà con đừng có nghĩ là sẽ lùi được nhiều, tại vì con xe mà nó 7 8 vạn 10 vạn thì nó chỉ khoảng tầm 4 năm rưỡi thôi, 4 năm tư thôi. Nhưng con này em bán cứng, em mua cứng rồi thì anh em cân đối mà cảm thấy xe đẹp thì đến với Khả Năng Ô Tô. Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra con xe này thì anh em mà chê được thì em nói rất là buồn, đúng không? Em mua xe, con xe mà em chưa thấy con nào đẹp như con này đâu ạ. Vì thứ nhất là đời nó cũng cao, nhưng mà thực sự mấy các bác nàng là có những con xe đời cao như này người ta đã đi khoảng tầm 15 20 vạn là chuyện bình thường. Nhiều anh em nhiều việc ấy thì người ta đi nhiều. Cái con xe mà chị đi chỉ chú vợ đi thôi, còn chồng đi mẹt cơ. Mà nó zin đẹp như này mà anh em mà chê thì rất là buồn nhá. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người. Anh em hãy đến với Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062759. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.